tâm năm kèo bẩn là kèo, mê tai xịt bụng là đều tất nhiên. Thế bạn có biết mạnh mẽ nhất là cái gì không? Mạnh mẽ nhất là cái gì? Là bị đâm liên tục mấy trăm nhát mà không chết á, đủ mạnh mẽ chưa? Sao anh không đi về đi, đi theo em làm cái gì? Anh đang lo cho em đó, nãy giờ có người theo dõi em kìa. Đâu? Sau lưng này trời, cái mặt này vô cô lắm đó. Cái mặt này không biến thái cũng ăn cướp à. Tao ba nó đó. Trời ơi, lịch trời. Nhà tôi á, ba đời chị bệnh chỉ. Tới đời của mày á, bị bệnh chỉ. Ai hốt thì mà. Trời này vui anh em. Trời lạ lắm anh em. Ê Phong. Ờ? Giờ mày rảnh không? Ờ rảnh mà chi. Tao thường nghe người ta nói mày ngu. Không có nghe chữ ngu mà mắc dạy à. Ờ rồi rồi, giờ tao chỉ mày cách kiếm tiền bao xài luôn. Ừ. Bao xài là nhiều quá hả? Ừ. Ở đâu làm đi. Giờ mày thấy cái bọc này không? Ờ thấy rồi. Giờ mày thấy cái cây trên đó không? Ủa cây trên đó, đó hả? Ừ. Mày chỉ mày lấy cái bọc đó, mày chùm vô mấy cái trái đó cho tao, tao cho mày tiền. Ok, vậy trả tiền phải không? Ừ. Ok ok. À, sao? Trời ơi, trời ơi, cho tiền đấy. Tiền đâu? Nè. Sao có 10 ngàn hả? Mà nãy nói cho tiền bao xài là nhiều mà. Thì nãy mày mới làm gì? Thì bao trái xài. Thì đó, bao xài rồi tao cho mày tiền. Rồi cho tiền bao xài hả? Ừ. Ai hút thì mà. Mày nó ngu ghê, bởi tao nó không tin. Chuyện tình dù đúng hay sai thì chuyện khóa 2 vẫn là của bác sĩ. Và một tiên tụi anh đã ngáo chim biết mẹ hóa phần tổ như lai tình thiên đại thánh là tao chứ ai thiên lôi đánh xác đại thánh kỳ đà. Em ơi, lửa gần rơm á, lâu ngày cũng cháy. Yêu em rồi á, cho anh làm nháy được không? Mười liêm, mười liêm. Chú bé lắc sắc, cái chắc xinh xinh, cái thân thân thấp, cái đầu nhớ anh. Đù, nhớt nát. Make them boys go crazy. Em ơi. Cái gì nữa? Anh có thể mời em đi ăn tối được không? Tôi không có thói quen ăn tối với người lạ. Không sao đâu, em có thể ngồi nhìn anh ăn được mà. Chén rượu ly chè, thứ anh thích nhất á là đè em ra. Ai hút thì mà. Trời này vui anh em. Trời lạ lắm anh em. Cái kia mày làm gì vậy? Thôi mày thích ăn trộm xoài nhà tao không? Cháu không trộm, cháu chỉ ăn thôi. Bố mẹ mày đâu để tao dẫn bố mẹ mày lên xem mày này. Ôi chú ơi, xin tha cho cháu. Bố mẹ mày ở đâu thì tao dẫn bố mẹ mày lên xem mày ăn trộm này. Ôi, cháu gọi là gì cho mất công. À, mày còn nhờn mà. Mày gọi bố mày ơi. Bố cháu á. Ôi trời ơi. Con gái của bác á, nó ra đường nó bận đầu hở dữ lắm á. Bác về bác nói nó đi, chứ con nhìn nó con chảy nước miếng. Anh đây á không thích em buồn bởi vì hay bị á em khởi chuồng mỗi đêm. Nhà bạn chào, bạn đi xe với cậu. Nhà tôi nghèo, tôi đi xe đậu quanh năm. Lên xe hả? Lên mà. Lên. Cô đang ốm, sao hút hít kinh thế? Trước khi lá phổi này giết tôi sẽ giết nó trước. Những đôi môi hút thuốc đều là những đôi môi đang thiếu những nụ hôn. Ông không thể biết đôi môi này đã từng làm những gì đâu. Chú ăn cái gì đấy? Cho cháu xin miếng. Chú ăn một mình chú không thấy ngại à? Chỉ có làm thì mới có ăn.
Nhưng mà cháu có thấy chú làm cái gì đâu. Mày hỏi câu mày hỏi đều à? Chú cháu gì mà kiệt sỉ đấy. Chanh dù chua anh vẫn ăn trái nữa. Em mày có chữa cho anh làm thêm đứa nữa được không? Trời nóng thế này làm cốc nước thì còn gì bằng. Gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cuộc sống này chỉ có làm với quan thôi, chúng mày không làm mà đòi quan. Em quan gì đâu, em uống nước mà. Anh em ơi. Ôi giời ơi. Dẫu chúng ta không cùng. Thương nhau, cởi áo cho nhau. Vì để tự cởi hay lâu đó mà. Trai không ra trai, gái không ra gái. Đừng miệt thị BD. Còn không thì phép thuật win. Dám kinh thường BD hả? Người sẽ không trốn thoát được đâu. Xem TikTok ít thôi.